Tử Vi Giáp Dần sinh năm 1974, được Phật trời ưu ái, may mắn hết phần thiên hạ. Tiền vàng ung ung kéo về, giàu nức đố đổ vách tháng 9 âm lịch. Kính chào quý vị khán giả thân mến của Phúc Tự Tâm. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Tử Vi tháng quen thuộc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những biến chuyển trong vận mệnh của tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Trong tháng 9 âm lịch năm 2024, đây là thời điểm có nhiều sự thay đổi đáng kể. Vừa mang lại cơ hội phát triển nhưng cũng không thiếu những thách thức cần phải vượt qua. Quý vị biết đấy, người tuổi Giáp Dần mang mệnh thủy, giống như dòng nước mạnh mẽ nhưng đôi khi cũng đầy biến động. Những người sinh năm 1974 có bản chất mạnh mẽ, quyết đoán và không bao giờ e ngại đối mặt với khó khăn. Tuy nhiên, trong cuộc sống, thách thức lớn nhất không phải là những gì xảy đến với chúng ta, mà là cách chúng ta phản ứng với nó. Tháng 9 âm lịch này, vận trình của người tuổi Giáp Dần hứa hẹn những cơ hội lớn trong công việc, đặc biệt là những cơ hội để bản mệnh khẳng định vị trí và năng lực của mình. Nhưng đồng thời, cũng đừng quên rằng, thành công chỉ đến với những ai biết chuẩn bị kỹ lưỡng và tỉnh táo trước mọi quyết định. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết về các khía cạnh quan trọng như sự nghiệp, tài chính, gia đạo và sức khỏe của tuổi Giáp Dần trong tháng này. Đặc biệt, không chỉ là lời dự báo về vận trình, chúng tôi còn mang đến những lời khuyên quý giá và phương pháp hóa giải vận hạn để bản mệnh có thể tận dụng tốt nhất mọi cơ hội và tránh xa những rủi ro tiềm tàng. Thành công không đến từ may mắn, mà đến từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và ý chí kiên định. Hãy cùng chúng tôi đi sâu vào từng phần của lá số tử vi để khám phá những điều đang chờ đợi bạn trong tháng này. Đừng bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào, vì chỉ một chút thông tin hữu ích cũng có thể giúp bạn vượt qua khó khăn và gặt hái thành công trong tương lai. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nhé! Tử vi Giáp Dần sinh năm 1974, được Phật trời ưu ái, may mắn hết phần thiên hạ. Tiền vàng ung ung kéo về, giàu nức đố đổ vách tháng 9 âm lịch. Thưa quý vị, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 với mệnh thủy, mang trong mình sức mạnh và sự linh hoạt tựa như dòng nước. Người tuổi này không chỉ quyết đoán mà còn dám đương đầu với những khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Nước dù mềm mại, nhưng khi gặp vật cản, nước vẫn có thể xuyên qua và phá vỡ mọi trở ngại. Đây là cách mà người tuổi Giáp Dần đối diện với cuộc đời mạnh mẽ nhưng không thiếu sự khéo léo. Tính cách nổi bật của người Giáp Dần là sự can đảm và khả năng thích nghi cao. Họ không bao giờ ngại đối mặt với biến động hay rủi ro, mà luôn biết cách ứng biến, xoay chuyển tình thế. Những người này không ngừng phấn đấu, và đôi khi dù gặp phải nghịch cảnh, họ vẫn luôn giữ trong mình một niềm tin mạnh mẽ vào bản thân, vào cuộc sống. Khó khăn không phải là thứ khiến ta yếu đuối, mà là cơ hội để ta trở nên mạnh mẽ hơn. Người sinh năm Giáp Dần 1974 thường mang trong mình một bản lĩnh đáng ngưỡng mộ. Họ không chỉ mạnh mẽ về ý chí mà còn có sự nhạy bén, thông minh và nhanh nhạy trong việc nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, đôi khi sự quyết đoán và cứng rắn có thể khiến họ trở nên vội vàng hoặc hấp tấp trong những quyết định quan trọng. Càng mạnh mẽ, càng cần sự tỉnh táo. Trong tháng 9 âm lịch năm 2024, vận trình của người Giáp Dần cho thấy đây sẽ là một thời điểm đáng chú ý, đặc biệt là về phương diện công việc và tài chính. Bản mệnh sẽ có cơ hội để khẳng định vị trí và vai trò của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý không nên để lòng kiêu ngạo hoặc quá tự tin dẫn đến những sai lầm không đáng có. Thành công lớn nhất không đến từ sức mạnh bề ngoài, mà từ sự khôn ngoan trong từng quyết định. Tháng 9 này, tuổi Giáp Dần cần cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra những quyết định quan trọng.
đặc biệt là những quyết định liên quan đến tài chính và gia đình. Trong công việc, tuy bản mệnh có thể đối mặt với nhiều cơ hội thăng tiến nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với áp lực và sự cạnh tranh khốc liệt. Chỉ khi giữ được sự tỉnh táo, sáng suốt và kiên định, tuổi Giáp Dần mới có thể tận dụng tối đa những cơ hội để thăng hoa trong sự nghiệp. Một trong những đặc điểm nổi bật khác của người tuổi Giáp Dần chính là khả năng thích ứng cao. Giống như dòng nước, họ có thể linh hoạt trước những thay đổi và thử thách trong cuộc sống. Chính điều này giúp tuổi Giáp Dần dễ dàng vượt qua những khó khăn mà người khác có thể cảm thấy không chịu đựng nổi. Cuộc sống là dòng chảy không ngừng, và chỉ những ai biết cách thích nghi mới có thể tồn tại và phát triển. Trong tháng 9 âm lịch này, khả năng thích nghi sẽ là chìa khóa quan trọng giúp tuổi Giáp Dần vượt qua những biến động trong công việc cũng như tài chính. Có thể sẽ xuất hiện những tình huống bất ngờ, những thách thức mà bạn không lường trước được. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi hoặc lùi bước, hãy nhớ rằng bản thân đã được trang bị đầy đủ những kỹ năng và bản lĩnh để đối mặt với bất kỳ khó khăn nào. Hãy luôn nhớ rằng mưa không kéo dài mãi và cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn bão. Đôi khi chính những thử thách mới là nền tảng cho sự phát triển mạnh mẽ hơn. Tháng 9 âm lịch năm 2024 là thời điểm để bản mệnh tập trung khẳng định mình, nhưng đồng thời cũng là lúc cần cẩn trọng trong từng quyết định, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính và gia đình. Mọi quyết định cần phải được suy xét kỹ lưỡng. Làm chủ không chỉ là nắm quyền quyết định, mà còn là biết kiềm chế, cẩn trọng để tránh những sai lầm. Tuổi Giáp Dần có thể đối mặt với những cơ hội lớn về tài chính, nhưng đừng vội vã trong việc đầu tư hay chi tiêu. Nếu bản mệnh cảm thấy chưa đủ chắc chắn, tốt hơn hết là nên chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn. Đôi khi, sự chờ đợi là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo thành công trong dài hạn. Tiền bạc giống như dòng chảy. Nếu biết kiểm soát, nó sẽ mang lại phước lành. Nhưng nếu vội vã, nó sẽ nhanh chóng rời xa. Trong gia đình, bản mệnh cũng nên cân bằng giữa công việc và thời gian dành cho người thân. Gia đình là nền tảng, là nơi tạo dựng sự vững vàng trong tâm hồn. Dù công việc có bận rộn đến đâu, đừng quên dành thời gian cho những người thân yêu. Mối quan hệ gia đình hài hòa sẽ giúp bản mệnh có thêm sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn bên ngoài. Ngoài công việc và tài chính, sức khỏe cũng là yếu tố mà tuổi Giáp Dần cần chú trọng trong tháng 9 âm lịch này. Áp lực công việc có thể khiến bản mệnh dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, căng thẳng. Sức khỏe là vốn quý nhất của con người, và không có bất kỳ thành công nào có ý nghĩa nếu không được xây dựng trên một cơ thể và tinh thần khỏe mạnh. Tháng này, bản mệnh cần chú ý đến việc duy trì chế độ sinh hoạt điều độ. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục thể thao nhẹ nhàng và ăn uống khoa học để giữ sức khỏe luôn ở trạng thái tốt nhất. Thành công là quan trọng, nhưng sức khỏe mới là điều kiện tiên quyết để bảo vệ và duy trì thành công đó. Trong triết lý của người xưa, tuổi Dần tượng trưng cho loài hổ không chỉ mạnh mẽ trong dáng vóc mà còn kiên cường trong ý chí. Kẻ mạnh không phải là kẻ không bao giờ thất bại, mà là kẻ biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Tuổi Giáp Dần cần luôn ghi nhớ điều này trong tháng 9 âm lịch này. Những thử thách sẽ đến, nhưng điều quan trọng là cách bản mệnh đương đầu với chúng. Sự tỉnh táo, khôn ngoan và quyết tâm sẽ giúp bạn vượt qua mọi trở ngại và tiến tới thành công. Thưa quý vị, thành công là hành trình, không phải đích đến. Người tuổi Giáp Dần cần luôn giữ tinh thần cầu tiến, không ngừng học hỏi và phấn đấu. Dù có gặp phải khó khăn, nhưng nếu giữ vững niềm tin và luôn nỗ lực, chắc chắn bản mệnh sẽ có một tháng 9 âm lịch nhiều cơ hội và thành công. Tử vi tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 theo sao chiếu mệnh và vận hạn năm 2024. Thưa quý vị, bước vào năm 2024, tuổi Giáp Dần sinh năm 1974 sẽ trải qua một năm có nhiều biến động và thử thách. Với các sao chiếu mệnh và vận hạn đặc biệt,
nam và nữ giáp dần đều cần chuẩn bị tâm lý và có kế hoạch hợp lý để đối mặt với những khó khăn trước mắt. Tuy nhiên, như ông bà ta đã nói, vận hạn đến không đáng sợ. Điều quan trọng là cách chúng ta đương đầu với nó. Nếu biết cách phòng tránh và hóa giải, bản mệnh hoàn toàn có thể biến khó khăn thành cơ hội để phát triển bản thân và gặt hái thành công. Sao chiếu mệnh và vận hạn của nam Giáp Dần 1974 trong năm 2024. Năm 2024, nam mạng Giáp Dần sinh năm 1974 bước vào tuổi 51 âm lịch, gặp sao Vân Hán chiếu mệnh và hạn Thiên La. Sao Vân Hán, đây là một sao hung, thường mang đến những rắc rối nhỏ về mặt tinh thần, sức khỏe và các mối quan hệ. Dưới tác động của sao Vân Hán, nam Giáp Dần có thể gặp phải những hiểu lầm hoặc mâu thuẫn không đáng có trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong công việc. Đôi khi, những mâu thuẫn này có thể dẫn đến sự căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng đến tinh thần và hiệu suất làm việc của bản mệnh. Sao Vân Hán cũng dễ khiến người bị chiếu mệnh cảm thấy lo âu, trăn trở, dễ nóng giận và mất kiểm soát trong hành động. Lời khuyên, nam Giáp Dần nên đặc biệt chú trọng đến việc kiềm chế cảm xúc và giữ bình tĩnh trong mọi tình huống. Kiên nhẫn là chìa khóa của thành công. Vì thế, bản mệnh nên tập trung vào việc điều chỉnh bản thân, tránh tranh cãi hoặc xung đột không cần thiết, đặc biệt là trong môi trường làm việc. Đồng thời, hãy chăm sóc sức khỏe tinh thần, tránh để tâm trạng bị ảnh hưởng bởi những yếu tố ngoại cảnh. Cách hóa giải để giảm bớt tác động của sao Vân Hán, bản mệnh nên làm lễ cúng sao giải hạn vào ngày 29 âm lịch hàng tháng. Khi cúng, thắp 15 ngọn đèn theo hướng chính nam và thành tâm cầu nguyện. Điều này sẽ giúp hóa giải những xui xẻo mà sau này mang lại. Ngoài ra, bản mệnh nên giữ cho mình một cuộc sống lành mạnh, tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ người khác để tích thêm phúc đức. Hạn Thiên La. Hạn Thiên La thường liên quan đến rắc rối về mặt tinh thần, khiến bản mệnh dễ bị căng thẳng, mất ngủ và gặp phải những vấn đề về tâm lý. Những mối lo về công việc hoặc gia đình có thể đeo bám, khiến bản mệnh không yên lòng. Đôi khi, điều này còn dẫn đến sự mất tập trung trong công việc, làm giảm hiệu suất và ảnh hưởng đến các mối quan hệ xung quanh. Lời khuyên, Hạn Thiên La nhắc nhở bản mệnh cần biết cách điều hòa tâm trạng và không để những lo lắng không cần thiết chi phối. Bản mệnh nên học cách thư giãn, cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi. Những hoạt động như yoga, thiền định hoặc đơn giản là một chuyến đi dạo có thể giúp giảm căng thẳng và lấy lại sự thoải mái tinh thần. Cuộc sống là dòng chảy. Đôi khi chỉ cần dừng lại một chút để tâm hồn được thả lỏng, bạn sẽ tìm thấy lối đi đúng đắn. Sao chiếu mệnh và vận hạn của nữ Giáp Dần 1974 trong năm 2024. Đối với nữ mạng Giáp Dần 1974, năm 2024 sẽ là một năm đầy thách thức khi sao La Hầu chiếu mệnh và gặp hạn Diêm Vương. Sao La Hầu. Sao La Hầu là một sao hung, thường gây ra những phiền toái về tài chính, công việc và sức khỏe. Nữ mạng Giáp Dần có thể gặp khó khăn về tiền bạc, dễ hao tài hoặc gặp phải các tranh chấp, mâu thuẫn liên quan đến tài chính. Ngoài ra, sao La Hầu cũng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, khiến bản mệnh dễ mắc các bệnh về đường hô hấp hoặc gặp phải các vấn đề liên quan đến tinh thần, đặc biệt là lo âu và căng thẳng. Lời khuyên, đối với nữ Giáp Dần, năm nay cần hết sức thận trọng trong việc quản lý tài chính, tránh đầu tư mạo hiểm hoặc chi tiêu quá mức vào những khoản không cần thiết. Tích tiểu thành đại, hãy lập kế hoạch chi tiêu hợp lý và dự phòng cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Trong công việc, bản mệnh cần tránh xung đột và giữ hòa khí với đồng nghiệp, không nên quá cố chấp hoặc tự tin quá mức. Cách hóa giải để giảm thiểu ảnh hưởng của sao La Hầu, bản mệnh nên làm lễ cúng sao giải hạn vào ngày mùng 8 âm lịch hàng tháng. Khi cúng, thắp 9 ngọn đèn hướng về phía Bắc
và cầu nguyện để giảm bớt sự xui xẻo mà sau này mang lại. Ngoài ra, nữ mạng Giáp Dần nên tăng cường thực hiện các việc làm thiện nguyện, giúp đỡ người khó khăn để tích phước và hóa giải những tác động tiêu cực từ sau La Hầu. Hạn Diêm Vương. Hạn Diêm Vương thường liên quan đến sức khỏe và các vấn đề tài chính, đặc biệt là trong gia đình. Những mối quan hệ thân thiết có thể gặp trục trặc và nếu không giải quyết khéo léo, có thể dẫn đến sự rạn nứt không mong muốn. Diêm Vương cũng nhắc nhở bản mệnh cần chú trọng đến sức khỏe của bản thân, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến đường huyết, tiêu hóa và hệ miễn dịch. Lời khuyên để vượt qua Hạn Diêm Vương: nữ Giáp Dần nên quan tâm hơn đến sức khỏe của mình, đặc biệt là duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và lối sống điều độ. Cơ thể là ngôi nhà của tâm hồn, hãy chăm sóc ngôi nhà này thật tốt. Ngoài ra, bản mệnh nên dành thời gian để cải thiện mối quan hệ trong gia đình, tránh xung đột và lắng nghe, chia sẻ nhiều hơn với những người thân yêu. Vận niên Trưa Phùng Hỏa, lợn gặp lửa hay còn gọi là lợn quay. Cả nam và nữ mạng Giáp Dần trong năm 2024 đều gặp vận niên Trư Phùng Hỏa, tức lợn gặp lửa. Đây là một vận niên không mấy thuận lợi, tượng trưng cho việc phải đối mặt với những hoàn cảnh không như ý muốn. Những khó khăn bất ngờ xuất hiện và gây ra sự căng thẳng, lo lắng. Vận niên này cũng có thể khiến bản mệnh dễ mất bình tĩnh, dễ mắc sai lầm trong các quyết định quan trọng. Lời khuyên, trong năm nay, tuổi Giáp Dần cần giữ vững tinh thần, không nên vội vã hoặc hấp tấp trong bất kỳ quyết định nào, đặc biệt là những quyết định liên quan đến công việc và tài chính. Bình tĩnh là sức mạnh trong mọi tình huống. Nếu bản mệnh biết cách điều tiết cảm xúc và hành động theo kế hoạch, mọi chuyện sẽ dần đi vào quỹ đạo tốt hơn. Nhìn chung, năm 2024 mang lại nhiều thách thức đối với tuổi Giáp Dần, nhưng cũng không thiếu cơ hội để phát triển và khẳng định bản thân. Chỉ cần biết cách hóa giải vận hạn và giữ vững tâm lý lạc quan, bản mệnh sẽ vượt qua mọi khó khăn và tiến tới những thành tựu đáng kể. Thưa quý vị khán giả, tuổi Giáp Dần 1974 sẽ bước vào tháng 9 âm lịch năm 2024 với nhiều sự chuyển động đáng chú ý. Tháng này được xem là thời điểm có nhiều cơ hội thăng hoa nhưng cũng kèm theo không ít thách thức. Bản mệnh cần đặc biệt lưu ý để điều chỉnh cuộc sống và công việc một cách hợp lý nhằm tận dụng tối đa những thuận lợi mà tháng này mang lại. Tổng quan tử vi tháng 9 âm lịch. Trong tháng này, nhờ tác động tích cực từ sao Tam Hợp, người tuổi Giáp Dần sẽ nhận được sự hỗ trợ từ quý nhân, giúp công việc và các khía cạnh khác của cuộc sống diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, ảnh hưởng từ sao Bệnh cũng nhắc nhở bản mệnh cần chú trọng đến sức khỏe và tinh thần. Đường dài không ngại ngắn, chỉ cần bước đi vững chãi và giữ vững tâm hồn thanh thản. Tháng 9 âm lịch là cơ hội để tuổi Giáp Dần khẳng định vị thế trong công việc, đồng thời cũng là thời điểm cần cân nhắc kỹ lưỡng trước mọi quyết định lớn. Thành công chỉ đến với người biết chờ đợi và hành động đúng lúc. Hãy cùng phân tích chi tiết các phương diện chính của cuộc sống trong tháng này. 1. Sự nghiệp, thời điểm để tỏa sáng, nhưng cần giữ bình tĩnh. Tháng này, công việc của người tuổi Giáp Dần có nhiều tín hiệu khởi sắc. Sao Tam Hợp mang đến cơ hội lớn cho bản mệnh trong sự nghiệp. Từ việc thăng tiến đến mở rộng phạm vi hoạt động, bản mệnh có thể đạt được sự ghi nhận từ cấp trên nhờ sự kiên trì, nỗ lực và khả năng sáng tạo trong công việc. Thành công không chỉ đến từ may mắn, mà còn từ sự chăm chỉ và kiên nhẫn. Đặc biệt, những ai đang theo đuổi con đường kinh doanh sẽ có nhiều cơ hội mới để mở rộng quy mô và đạt được lợi nhuận tốt hơn. Tuy nhiên, đây cũng là lúc cần thận trọng trong mối quan hệ nơi công sở. Những mâu thuẫn ngầm có thể phát sinh, đặc biệt là khi bản mệnh đạt được thành tựu và dễ bị ganh ghét. Trong sự nghiệp, đôi khi sự yên lặng và khiêm nhường chính là vũ khí mạnh mẽ nhất. Lời khuyên, hãy luôn giữ thái độ bình tĩnh,
hòa nhã với đồng nghiệp và tránh xa những tranh cãi không cần thiết. Sự tỉnh táo và tập trung vào công việc sẽ giúp bạn tiến xa hơn trong tháng này. 2. Tài lộc ổn định nhưng cần thận trọng. Tháng 9 âm lịch năm 2024 mang đến sự ổn định về tài chính cho người tuổi Giáp Dần. Thực thần chiếu mệnh khiến vận tài lộc thuận lợi. Những nguồn thu nhập phụ có thể tăng lên đáng kể. Những ai làm công việc tự do hoặc kinh doanh có thể gặp may mắn từ các cơ hội mới, nhưng cần tránh sự tham lam hay đầu tư quá mạo hiểm. Tiền bạc giống như dòng nước, biết kiểm soát thì nó sẽ chảy vào túi bạn. Nhưng nếu lơ là, nó sẽ nhanh chóng rời xa. Đây không phải thời điểm lý tưởng để thực hiện các khoản đầu tư lớn, vì các yếu tố rủi ro tiềm ẩn có thể xuất hiện, đặc biệt là trong việc ký kết hợp đồng hoặc đầu tư chung. Bản mệnh nên tập trung vào việc quản lý tài chính cá nhân, lập kế hoạch chi tiêu hợp lý để tránh hao tài tốn của không đáng có. Lời khuyên, hãy luôn thận trọng và không nên vội vàng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc. Dù có cơ hội tốt đến đâu, cũng cần đánh giá kỹ lưỡng và đảm bảo rằng mọi yếu tố đều được kiểm soát tốt. 3. Tình duyên và gia đạo, hài hòa nhưng cần chú ý đến gia đình. Tháng này, tình cảm gia đình của người tuổi Giáp Dần khá êm ấm, nhờ vào sự thấu hiểu và hòa thuận giữa các thành viên. Tuy nhiên, đối với những người có gia đình, bản mệnh cần dành thêm thời gian để quan tâm đến người thân, đặc biệt là vợ chồng và con cái. Gia đình là nơi trở về sau mọi khó khăn ngoài cuộc sống. Hãy luôn trân trọng và giữ gìn nó. Nếu bạn đang độc thân, tháng này có thể không phải thời điểm lý tưởng để bắt đầu mối quan hệ mới. Bản mệnh có thể gặp nhiều đối tượng tiềm năng, nhưng nên thận trọng và không vội vàng trong việc tiến triển tình cảm. Đối với những người đang trong mối quan hệ tình cảm, hãy tránh các xung đột không đáng có và tập trung vào việc duy trì sự hòa hợp. Lời khuyên, hãy kiên nhẫn và lắng nghe người thân. Sự thấu hiểu và thông cảm là chìa khóa để duy trì tình cảm gia đình tốt đẹp. 4. Sức khỏe cần chú ý hơn đến thể chất và tinh thần. Sức khỏe của người tuổi Giáp Dần trong tháng 9 âm lịch này khá ổn định, nhưng không nên vì thế mà chủ quan. Sao bệnh đang chiếu mệnh nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm hơn đến việc duy trì sức khỏe, đặc biệt là khi áp lực công việc và cuộc sống có thể khiến bản mệnh cảm thấy mệt mỏi. Việc nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục thường xuyên và duy trì chế độ ăn uống lành mạnh là rất cần thiết, đặc biệt với những người có tiền sử về các bệnh liên quan đến hô hấp hoặc tiêu hóa, nên đi khám sức khỏe định kỳ và tránh làm việc quá sức. Lời khuyên, hãy lắng nghe cơ thể mình, dành thời gian để thư giãn và không để áp lực công việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất, không có gì đáng để đánh đổi nó. 5. Cẩm nang vượng vận, bí quyết để tối ưu hóa vận may trong tháng 9 âm lịch này. Để tối ưu hóa vận may và tránh xa những rủi ro trong tháng 9 âm lịch, người tuổi Giáp Dần có thể áp dụng một số cẩm nang vượng vận dưới đây. Màu sắc may mắn, màu xanh nước biển và xanh rêu sẽ mang lại năng lượng tích cực, giúp bạn cảm thấy thư giãn và bình tĩnh hơn trong những quyết định quan trọng. Quý nhân phù trợ, trong tháng này, tuổi Giáp Dần sẽ được hỗ trợ bởi những người tuổi Thìn và Ngọ. Họ sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn và tìm ra giải pháp cho những vấn đề phức tạp. Cẩn trọng với tiểu nhân, bản mệnh cần đề phòng những người tuổi Thân và Hợi, vì họ có thể mang lại những rắc rối hoặc mâu thuẫn không đáng có. Khẩu quyết, cẩn thận không thừa, thành công không vội. Bản mệnh cần giữ sự thận trọng trong mọi tình huống và không vội vàng quyết định trong những thời điểm quan trọng. Nhìn chung, tháng 9 âm lịch năm 2024 là thời điểm mà người tuổi Giáp Dần có thể đạt được nhiều thành tựu nếu biết cân nhắc và quản lý tốt mọi phương diện trong cuộc sống. Hãy luôn nhớ rằng, thành công là một hành trình và sự bình tĩnh là chìa khóa để vượt qua mọi chông gai. Tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 9 âm lịch. Thưa quý vị,
Bước vào tháng 9 âm lịch năm 2024, tuổi Giáp Dần sẽ trải qua những biến chuyển lớn trong từng tuần của tháng. Một tháng không chỉ là sự thay đổi của thời gian, mà còn là cơ hội để chúng ta nắm bắt vận mệnh. Cùng theo dõi diễn biến tử vi chi tiết từng tuần trong tháng này để hiểu rõ hơn về vận trình và những điều cần chú ý để tận dụng tối đa mọi cơ hội. Tuần 1, từ mùng 1 đến mùng 7, thời điểm ổn định và lập kế hoạch. Trong tuần đầu tiên của tháng 9 âm lịch, công việc của bản mệnh tiến triển ổn định, không có quá nhiều biến động lớn. Đây chính là thời điểm để bản mệnh nhìn lại các kế hoạch dài hạn và chuẩn bị cho những bước phát triển trong tương lai. Thành công không chỉ đến từ hành động, mà còn từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Nếu bản mệnh đang ấp ủ những dự án hoặc mục tiêu lớn, tuần này là thời điểm thích hợp để tiến hành xem xét lại từng chi tiết, cân nhắc các yếu tố rủi ro và cơ hội. Sao tam hợp sẽ hỗ trợ bạn trong việc đưa ra những quyết định sáng suốt. Nhưng đừng vội vã. Thay vào đó, hãy dành thời gian để điều chỉnh lại chiến lược và sắp xếp lại những ưu tiên trong công việc cũng như cuộc sống. Ngoài ra, đây cũng là thời gian tốt để cải thiện các mối quan hệ nơi công sở. Hãy cố gắng giao tiếp khéo léo, tránh những lời nói dễ gây hiểu lầm hay tranh cãi không cần thiết. Lời nói có thể là cây cầu kết nối, nhưng cũng có thể là ngọn lửa thiêu đốt. Hãy chọn lựa khôn ngoan. Lời khuyên, dành thời gian tuần này để lập kế hoạch, tập trung vào việc hoàn thiện những chi tiết nhỏ. Sự cẩn trọng trong thời điểm này sẽ giúp bản mệnh tiến xa hơn trong những tuần tiếp theo. Tuần 2, từ mùng 8 đến 14, thử thách và mâu thuẫn trong công việc. Tuần thứ 2 của tháng 9 âm lịch mang đến một số thử thách cho bản mệnh, đặc biệt là trong công việc. Mâu thuẫn có thể phát sinh giữa bạn và đồng nghiệp hoặc đối tác do sự hiểu lầm hoặc quan điểm trái ngược. Trong công việc, mâu thuẫn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cách chúng ta giải quyết sẽ quyết định tương lai của mối quan hệ đó. Đây là thời điểm mà bản mệnh cần giữ bình tĩnh và khéo léo trong giao tiếp. Tránh để cảm xúc chi phối và cố gắng giải quyết mọi việc một cách ôn hòa. Tránh làm lớn chuyện. Sao Vân Hán chiếu mệnh Nam Mạng trong năm nay khiến bản mệnh dễ nổi nóng và mất kiểm soát trong lời nói. Vì vậy, hãy đặc biệt thận trọng. Kiềm chế cảm xúc là chìa khóa của sự trưởng thành và thành công. Đối với nữ Giáp Dần, sao La Hầu có thể mang đến những tác động tiêu cực về mặt tinh thần, khiến bạn cảm thấy căng thẳng hơn trong công việc. Điều quan trọng là đừng để những lo âu và áp lực kéo dài ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của bạn. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi khi cần thiết và chia sẻ với người thân để giải tỏa những căng thẳng này. Lời khuyên, bình tĩnh và kiên nhẫn là những đức tính cần thiết trong tuần này. Hãy học cách lắng nghe, thấu hiểu quan điểm của người khác và tìm ra giải pháp hòa bình cho mọi mâu thuẫn. Tuần 3, từ ngày 15 đến 21, cơ hội thăng tiến và sự chú ý đến sức khỏe. Tuần thứ 3 của tháng 9 âm lịch mang đến những tín hiệu tích cực trong sự nghiệp cho người tuổi Giáp Dần. Mọi thử thách đều là nền tảng cho sự trưởng thành. Nếu bản mệnh biết cách nắm bắt, đây chính là thời điểm cơ hội thăng tiến sẽ đến. Đặc biệt, những nỗ lực mà bạn đã bỏ ra trong thời gian qua sẽ được cấp trên công nhận, tạo điều kiện cho bản mệnh vươn lên những vị trí cao hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là đừng để công việc cuốn lấy bạn quá nhiều mà bỏ qua sức khỏe cá nhân. Sức khỏe là nền tảng của mọi thành công. Áp lực công việc có thể khiến bản mệnh cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi và dễ bị kiệt sức nếu không cân bằng được giữa công việc và nghỉ ngơi. Nam Giáp Dần cần chú ý hơn đến việc duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý, trong khi nữ Giáp Dần cũng cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề tinh thần và thể chất. Đây không phải là thời điểm để làm việc quá sức. Hãy học cách chăm sóc bản thân đúng cách và đảm bảo rằng bạn luôn ở trạng thái tốt nhất để đối mặt với những cơ hội và thử thách sắp tới. Lời khuyên, tận dụng cơ hội trong công việc nhưng không quên chăm sóc sức khỏe. Khi sức khỏe tốt, bạn sẽ có khả năng vượt qua mọi trở ngại. Tuần 4,
Từ ngày 22 đến 30, tài chính khởi sắc và gia đạo êm ấm. Tuần cuối cùng của tháng 9 âm lịch mang đến sự khởi sắc đáng kể về mặt tài chính cho người tuổi Giáp Dần. Những dự án hoặc kế hoạch đầu tư mà bạn đã thực hiện trước đó bắt đầu mang lại kết quả, giúp tài chính cá nhân được cải thiện. Đầu tư thông minh không chỉ mang lại lợi nhuận, mà còn là cách bạn tạo ra nền móng vững chắc cho tương lai. Đây là thời điểm mà bản mệnh có thể tự tin hơn về tài chính và cân nhắc việc mở rộng đầu tư. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọng trong mọi quyết định, đặc biệt là khi liên quan đến những khoản đầu tư lớn. Sự khôn ngoan trong đầu tư không chỉ nằm ở việc thu lợi, mà còn ở khả năng giảm thiểu rủi ro. Về mặt tình cảm, gia đạo của bản mệnh trong tuần này có nhiều tín hiệu tích cực. Mối quan hệ với vợ chồng và con cái trở nên hài hòa hơn, tạo không gian ấm áp và bình yên cho cuộc sống gia đình. Đây là thời điểm tuyệt vời để cùng gia đình chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, tạo động lực làm việc tốt hơn cho tháng sau. Lời khuyên, hãy tận hưởng thời gian này với gia đình và đừng quên lên kế hoạch cho tương lai. Tài chính vững mạnh sẽ tạo nền tảng cho hạnh phúc gia đình. Nhìn chung, tháng 9 âm lịch năm 2024 là một tháng mà người tuổi Giáp Dần có thể đạt được nhiều thành tựu nếu biết cách điều chỉnh và cân bằng giữa công việc, sức khỏe và gia đình. Mỗi tuần là một cơ hội, và chỉ khi bạn biết tận dụng, mọi thách thức sẽ trở thành động lực để tiến xa hơn. Tiếp theo chương trình, Phúc Tự Tâm sẽ hướng dẫn cách Giáp Dần hóa giải vận hạn và tối ưu cơ hội trong tháng 9 âm lịch. Thưa quý vị, trong cuộc sống, không có ai mãi may mắn và cũng không ai mãi gặp khó khăn. Vận mệnh giống như dòng sông. Khi gặp chướng ngại, ta có thể vượt qua bằng cách điều chỉnh thuyền của mình. Tháng 9 âm lịch năm 2024 là một giai đoạn mà người tuổi Giáp Dần sẽ phải đối diện với nhiều biến động và thử thách. Tuy nhiên, thử thách không phải là điều xấu, mà chính là cơ hội để chúng ta mạnh mẽ hơn. Dưới đây là một số phương pháp giúp bản mệnh hóa giải vận hạn, tối ưu cơ hội và đạt được sự cân bằng trong cuộc sống. 1. Làm việc thiện tích đức giảm họa, nâng cao vận may. Làm việc thiện là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để hóa giải vận hạn. Phước đức không tự nhiên đến, mà do ta tạo dựng từ lòng nhân ái và sự cống hiến. Việc tích cực giúp đỡ người khó khăn, tham gia các hoạt động từ thiện hay đơn giản là hành động nhỏ như giúp đỡ một người gặp hoạn nạn, có thể giúp bản mệnh giảm bớt những xui rủi không mong muốn. Tuổi Giáp Dần trong tháng này nên chú trọng vào việc tích đức, tạo phước. Khi làm việc thiện, bản mệnh không chỉ góp phần giúp đỡ cộng đồng mà còn tích lũy phước lành cho chính mình và gia đình. Mỗi hành động tốt đẹp sẽ tạo ra năng lượng tích cực, giúp bản mệnh cải thiện vận mệnh và tạo ra những cơ hội mới. Lời khuyên, đừng bao giờ coi nhẹ những việc làm thiện nguyện, dù chỉ là những hành động nhỏ. Một giọt nước cũng có thể làm tươi mát cả đại dương. Mỗi việc tốt mà bản mệnh làm trong tháng này sẽ là một nguồn năng lượng tích cực, hóa giải bớt những tác động tiêu cực từ sao hạn và mang lại may mắn trong công việc lẫn cuộc sống. 2. Sử dụng vật phẩm phong thủy thu hút tài lộc, tránh xa rủi ro. Trong cuộc sống hiện đại, phong thủy ngày càng trở thành yếu tố quan trọng giúp con người thu hút năng lượng tốt lành và tránh xa những điều xui xẻo. Phong thủy không chỉ là khoa học về năng lượng, mà còn là cách chúng ta kết nối với vũ trụ để nhận được sự bảo trợ. Đối với tuổi Giáp Dần, việc sử dụng các vật phẩm phong thủy phù hợp trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp bản mệnh kích hoạt vận may và tránh xa vận hạn. Một số vật phẩm phong thủy được khuyến khích cho tuổi Giáp Dần trong tháng này bao gồm Tỳ Hưu. Tỳ Hưu là linh vật phong thủy có khả năng thu hút tài lộc và bảo vệ chủ nhân khỏi những tai họa liên quan đến tiền bạc. Đặt Tỳ Hưu trên bàn làm việc hoặc trong phòng khách sẽ giúp bản mệnh tăng cường vận tài lộc và giảm thiểu rủi ro tài chính. Thiềm Thư, cốc ba chân. Thiềm Thư là biểu tượng của sự may mắn trong kinh doanh và đầu tư. Đặt thiềm thư ở gốc tài lộc trong nhà sẽ giúp bản mệnh thu hút tiền tài và thăng tiến trong sự nghiệp. Thạch anh trắng,
đá thạch anh trắng có khả năng cân bằng năng lượng, giúp bản mệnh duy trì sự sáng suốt và bình tĩnh trước mọi thách thức. Đặt thạch anh trắng trong nhà hoặc mang theo bên mình sẽ giúp bản mệnh giữ được tinh thần minh mẫn, tránh xa những ảnh hưởng tiêu cực từ sao hạn. Lời khuyên, hãy lựa chọn những vật phẩm phong thủy phù hợp và đặt chúng ở những vị trí quan trọng trong nhà hoặc nơi làm việc. Sự bình yên trong tâm hồn sẽ đến khi chúng ta sống trong không gian được bảo vệ bởi năng lượng tích cực. 3. Giữ tinh thần lạc quan chìa khóa của sự thành công. Cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, nhưng điều quan trọng là cách ta đối diện với khó khăn, chứ không phải khó khăn từ nó. Tinh thần lạc quan và sự bình tĩnh sẽ giúp bản mệnh dễ dàng vượt qua mọi thử thách và biến khó khăn thành cơ hội. Trong tháng 9 âm lịch này, với những áp lực từ công việc và cuộc sống, việc duy trì một tâm lý vững vàng sẽ là yếu tố quan trọng giúp tuổi Giáp Dần thành công. Thử thách lớn nhất đôi khi không đến từ ngoại cảnh, mà chính từ cơn bão trong lòng những lo lắng, căng thẳng, sợ hãi có thể làm suy yếu tinh thần của chúng ta. Hãy học cách đối diện với mọi thứ bằng một tinh thần lạc quan và thái độ tích cực. Chỉ khi ta giữ cho mình một tâm hồn bình an, ta mới có thể nhìn thấy ánh sáng giữa bóng tối. Bản mệnh cần tự nhắc nhở mình rằng, dù có gặp phải khó khăn nào trong tháng này, tất cả đều là một phần của hành trình. Mỗi chặng đường gập ghềnh đều giúp ta hoàn thiện hơn. Điều quan trọng là không bao giờ mất niềm tin vào bản thân và luôn tìm cách tiến lên phía trước. Lời khuyên, hãy thực hành những thói quen giúp giữ vững tinh thần, như thiền định, tập thể dục hoặc tham gia các hoạt động mà bạn yêu thích. Một tâm trí mạnh mẽ sẽ không bao giờ bị đánh bại. 4. Cẩn trọng trong mọi quyết định, sự chuẩn bị kỹ lưỡng là chìa khóa của thành công. Trong tháng 9 âm lịch này, sự tỉnh táo và cẩn trọng trong mọi quyết định là điều cần thiết. Những cơ hội lớn thường đi kèm với rủi ro, và chỉ khi biết cân nhắc cẩn thận, chúng ta mới tránh được những sai lầm. Đối với tuổi Giáp Dần, tháng này mở ra nhiều cơ hội, đặc biệt là về sự nghiệp và tài chính. Tuy nhiên, đồng thời cũng có không ít thử thách. Chính vì vậy, điều quan trọng là cần thận trọng và không vội vàng trong việc đưa ra các quyết định lớn. Nếu có kế hoạch đầu tư hoặc mở rộng công việc, bản mệnh cần xem xét kỹ lưỡng mọi yếu tố, đánh giá các rủi ro tiềm tàng và đảm bảo rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống. Thành công không chỉ đến từ hành động, mà còn từ sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Đặc biệt, không nên để những lời dụ dỗ hoặc cơ hội có vẻ hấp dẫn khiến bản mệnh mất cảnh giác. Lời khuyên, hãy luôn giữ đầu óc sáng suốt và tỉnh táo trước mọi quyết định quan trọng. Người thành công không phải là người không bao giờ mắc sai lầm, mà là người biết tránh những sai lầm lớn. 5. Xây dựng mối quan hệ tích cực, quý nhân là những người bạn cần trong lúc khó khăn. Trong tháng này, người tuổi Giáp Dần sẽ có nhiều cơ hội mở rộng mối quan hệ và kết nối với những người có thể trở thành quý nhân. Quý nhân không chỉ là người mang lại vận may, mà còn là người giúp ta nhìn thấy điều mà ta chưa từng nghĩ đến. Để tối ưu hóa cơ hội và hóa giải những khó khăn, bản mệnh cần chú trọng đến việc xây dựng và duy trì mối quan hệ tích cực, đặc biệt là trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Hãy lắng nghe và học hỏi từ những người xung quanh. Đôi khi, một lời khuyên đúng lúc có thể thay đổi hoàn toàn tình thế. Đồng thời, việc cư xử hòa nhã và khéo léo trong giao tiếp cũng sẽ giúp bản mệnh tránh được những xung đột không đáng có. Lời khuyên, hãy mở lòng và đón nhận sự giúp đỡ từ người khác. Người khôn ngoan không bao giờ tự mình đi qua mọi chặng đường. Thưa quý vị, tháng 9 âm lịch năm 2024 sẽ là một tháng đầy biến động cho người tuổi Giáp Dần. Tuy nhiên, nếu biết cách hóa giải vận hạn và tối ưu cơ hội, bản mệnh hoàn toàn có thể vượt qua mọi khó khăn và đạt được thành công. Không có thử thách nào là quá lớn khi ta có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, lòng nhân ái và tinh thần lạc quan. Hãy luôn nhớ rằng, vận mệnh nằm trong tay chúng ta.
và chỉ cần biết cách điều chỉnh, bản mệnh sẽ luôn tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường. Thưa quý vị, tháng 9 âm lịch năm 2024 sẽ là một giai đoạn quan trọng đối với người tuổi Giáp Dần sinh năm 1974. Đây là thời điểm mà bạn có thể gặp cả cơ hội lớn lẫn thách thức đáng kể, yêu cầu sự cẩn trọng và tinh tế trong từng quyết định. Thành công không đến từ sự vội vàng, mà đến từ sự chuẩn bị cẩn thận và kiên trì nỗ lực. Trong công việc, bản mệnh sẽ có nhiều cơ hội để thăng tiến, nhưng cũng đừng quên giữ gìn sức khỏe và duy trì sự cân bằng trong cuộc sống. Một tâm hồn an yên là nền tảng vững chắc cho mọi hành động. Hãy đặc biệt chú ý đến mối quan hệ gia đình và đồng nghiệp, tránh để mâu thuẫn nhỏ làm cản trở bước tiến của mình. Ngoài ra, việc làm thiện và tích lũy phước đức cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp tuổi Giáp Dần hóa giải vận hạn và thu hút vận may. Phước đức chính là tấm khiên bảo vệ bạn khỏi những thử thách khó lường của cuộc sống. Hãy luôn tâm niệm rằng, sự chia sẻ và lòng nhân ái sẽ mang lại cho bạn nhiều giá trị tích cực không chỉ trong tháng này mà còn trên suốt hành trình dài của cuộc đời. Lời khuyên cuối cùng, đừng bao giờ mất niềm tin vào bản thân và hãy tiếp tục tiến bước một cách bền bỉ. Mỗi thử thách chính là một cơ hội được ẩn giấu. Và khi ta sẵn sàng đối diện, những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta. Chúc quý vị tuổi Giáp Dần một tháng đầy may mắn, an lành và thành công.